Đưa đây. Đàn bà con gái không có được quét nhà. Để tôi quét. Ừ thì quét đi, tôi vô nấu cơm. Hả? Đàn bà con gái không có được nấu cơm, để cho tôi nấu cơm. Cái này. Trời ơi, trời, chuyện cơm nữa là chuyện của đàn bà con gái, bây giờ ông cũng làm sao? Đừng có la lớn giật mình. Giật mình là dễ xúc động, khóc đó. Rồi, bây giờ ha, vô nấu cơm nước, nấu xong rồi ra vườn thanh long cho tôi ha. Từ lúc ông bị giật điện đến giờ đó, ông không có ra chăm cái vườn thanh long. À, bây giờ bỏ bê nó thấy thương luôn vậy đó. À, cái gì nữa? Chăm sóc thanh long là chuyện của đàn bà con gái. Tôi đàn ông con trai tay yếu chân mềm sao làm thanh long cho nổi. Cái gì? Trời ơi. Từ đó đến giờ có làm vườn đâu. Tự nhiên bị giật điện chi á, cho giờ tôi khổ vậy nè. Chị, dạ em chào chị. Chào cậu kỹ sư. Ở đầu sớm có đám cưới không có đi sao? Trời ơi, ông Sơn bị bệnh, tâm trí đâu mà đi đám cưới. Ủa, anh Sơn bệnh gì vậy chị? Ông bị giật điện. Từ lúc giật điện là coi như là ông thay đổi tính tình. Bao nhiêu công việc nhà của đàn bạn gái nè, nấu cơm, nấu nước, giặt giũ là ông dành làm hết. Còn tôi nè, đó, đồng án ông giao hết cho tôi. Bây giờ tôi phải lo đám này nè. Đó. Trời ơi, có cái gì đâu. Nếu như mà chị không có rành á, thì chị alo cho kỹ sư tụi em xuống đây. Rồi, cậu coi giùm tôi cái vườn của tôi. Cái vườn của chị là hiện tại bây giờ là thanh long nhà mình là đang bị bệnh đốm nâu nha. Là bệnh gì, có nguy hiểm không cậu? Cái bệnh đốm nâu này á chị, là nó là do nấm nó gây ra. Bệnh nó chớm xuất hiện á, thì nó sẽ tạo thành một cái vết lõm có màu trắng. Bà con nông dân mình hay gọi là bệnh đốm trắng. Thì về sau á, thì cái bệnh này nó sẽ phát triển nặng hơn, nó tạo thành những cái đốm màu nâu nhô lên trên cái phần da của cái tai thanh long này. Nó giống như là cái mắt cua. Bà con nông dân mình cũng thường gọi là bệnh mắt cua á chị. Cái bệnh này nó thường thường xuất hiện nặng vào mùa mưa nha. Thời tiết âm u này, sương mù nhiều thì cái bệnh này nó gây hại rất là nặng. Rồi cái bệnh này á, có cách nào chữa trị không? Với cái bệnh đốm nâu này á, thì chị lưu ý á, là chị không có nên bón thừa phân đạm, hạn chế sử dụng cái chất kích thích sinh trưởng. Nó dọn dẹp cái cỏ dại là tàn dư trong vườn này, cho vườn tược mình nó khô ráo, cắt tỉa các cái cành già cho cái vườn mình nó thông thoáng để nó hạn chế được cái nấm bệnh này nha chị. Nếu như mà cái vườn của chị mà đang bị bệnh như vậy nè, thì chị tiến hành chị bón vôi nha. Chị bón vôi với cái liều lượng là từ 1 tấn tới 2 tấn cho 1 hecta. Sử dụng cái thuốc gốc đồng đặc trị cái bệnh đốm trắng này, đi phun lên trị và ngừa cái bệnh này vì sao. Được rồi, tôi sẽ nghe lời cậu, tôi sẽ làm đúng những lời cậu hướng dẫn. Dạ. Ủa cái gì mà giống máy bay mà sao nó nhỏ vậy cậu? Cái đó là cái máy bay phun thuốc không người lái á chị. Bây giờ á là nền nông nghiệp tiên tiến á, là bà con nông dân mình họ xài cái máy bay phun thuốc không người lái đó không á. Hay quá. Dạ, nó vừa bảo vệ được sức khỏe con người nè, vừa tiết kiệm được thời gian phun xịt thuốc nè, mà hiệu quả rất là tuyệt vời nha. Ôi hay vậy đó ha. Dạ. Ôi ông Sơn nhà tôi á là ông mê cái này lắm nè. Ông mà không bị giật điện là coi như là ông sẽ khám phá cái máy bay và nghiên cứu nó đó. Thôi em với chị về nhà thăm anh Sơn cái nha. Về đi cho ông khoái lắm đó. Dạ, về kể chuyện này cho ông nghe. Bệnh đốm nâu ra cây thanh long á là do nấm gây ra. Bệnh phát triển nhanh á khi gặp điều kiện thời tiết ẩm ướt nè, đặc biệt là vào mùa mưa. Bệnh phát triển mạnh hơn nữa đó khi gặp ở những vườn bón thừa phân đạm, rồi sử dụng nhiều chất kích thích sinh trưởng. Để phòng ngừa bệnh này thì chúng ta cần phải vệ sinh vườn, rồi cắt tỉa cành cho vườn thông thoáng, bón cân đối phân đạm và không sử dụng nhiều lần chất kích thích sinh trưởng. Khi gặp bệnh thì chúng ta cần phải rải vôi trên đất để khử trùng với liều lượng là từ 1 đến 2 tấn trên 1 hecta, hoặc là có thể sử dụng thuốc bảo vệ thực vật gốc đồng để phòng trừ bệnh bà con nhé. Ây cha, thấy tình trạng ông Sơn này em xin tôi lo quá, không biết bệnh tình của ông có chữa được hay không đây ta. ABC hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. ADC 20 năm mang đến sự tốt lành. Một chương trình khuyến mãi kinh khủng chưa từng có từ trước đến nay. Tương bừng khuyến mãi thoải mái đến tiền khi bà con nông dân mua một trong ba sản phẩm thép 400SC, bung 650WB, Activist 108SL sẽ có cơ hội trúng 6 giải nhất, mỗi giải trị giá 200 triệu tiền mặt, 39 giải nhì, mỗi giải một xe Honda E-Blade và hàng trăm ngàn gói bung. Bà con lưu ý thẻ cào dán bên ngoài sản phẩm. Chương trình bắt đầu từ ngày 15 tháng 5 năm 2019. ADC 20 năm mang đến sự tốt lành. Đã có nông dân trúng 200 triệu, ta đã sẵn đủ tiền rồi, ta đi trao đây. Xin chúc mừng anh Phạm Văn Lộc ở xã Bình Chánh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đã may mắn trúng 200 triệu đồng tiền mặt trong chương trình ADC 20 năm mang đến sự tốt lành. Rồi, đủ 200 triệu.
nay đã trúng được 200 triệu. Tôi rất vui, rất mừng. Xin cảm ơn. Happy Bum. ABC, 20 năm mang đến sự tốt lành. Nhà nông hội nhóm, nông nghiệp tiến lên những bờ.